dưới có chị Tina, bác sĩ tình nguyện của chị và kết hợp cho anh Nhân hả? Anh Nhân và chị Jessica. Tôi xin nhắc nhở anh chị là tình yêu, sự trung thành và thông cảm là nền móng của một mái ấm gia đình và hạnh phúc bền vững. Chúng ta biết rằng những lời hứa mà anh chị sẽ trao đổi ngày hôm nay như là sự cảm kết và thẳng tâm. Sự cam kết của anh chị không chỉ chấp nhận như một người bạn đời mà còn là một người bạn đồng hành, người mà anh chị sẽ cùng chia sẻ những hy vọng, hoài bão, thành công và thất bại. Tình yêu là sự đồng cảm mạnh mẽ và đầy đủ nhất. Tình yêu khiến cho anh chị chấp nhận chia sẻ cuộc sống của mình với người yêu thương mình. Tình yêu khiến cho anh chị thổ lộ những tình cảm sâu kín với người hiểu mình. Nó làm cho anh chị cảm thấy ấm áp và được yêu mến. Hôn nhân là một việc tôn kính, chúng ta không thể coi nhẹ được. Nó phải được thực hiện với sự suy nghĩ chín chắn và nghiêm túc, cùng với sự nhận thức sâu sắc và những bổn phận và trách nhiệm. Đây giờ là lời thề nguyện nha. Anh Nhân, anh có chấp nhận chị Jessica là người vợ trước pháp luật không? Dù gian khổ thế nào đi nữa, cô vẫn là vợ tôi. Ok, anh có hứa sẽ thương yêu lo lắng cho chị trong lúc bệnh tật, khỏe mạnh, thành công hay thất bại và luôn luôn trung thành với chị cho đến ngày trăm tuổi. Rồi. Chị Jessica, chị có chấp nhận anh Nhân là người chồng trước pháp luật không? Chị có hứa sẽ thương yêu lo lắng cho anh trong lúc bệnh tật, khỏe mạnh, thành công hay thất bại và luôn luôn trung thành với anh cho đến ngày trăm tuổi. Bây giờ lặp lại nha, anh lặp lại trước nha. Tôi Nhân xin nhận cô Jessica làm vợ. Tôi nhân xin là nhận cô Jessica làm vợ. Và kể từ ngày hôm nay, Và kể từ ngày hôm nay, dù thành công hay thất bại, dù thành công hay thất bại, giàu sang hay nghèo khó, dù sang hay nghèo khó, bệnh tật hay khỏe mạnh, bệnh tật hay khỏe mạnh, anh sẽ luôn luôn thương yêu và quý trọng em. anh sẽ không nghe luôn luôn thương yêu và quý trọng em. Rồi, tới chị nha. Tôi Jessica xin nhận anh Nhân làm chồng. Tôi Jessica xin nhận anh Nhân làm chồng. Và kể từ ngày hôm nay, dù thành công hay thất bại, giàu sang hay nghèo khó, bệnh tật hay khỏe mạnh, em sẽ luôn luôn thương yêu và quý trọng anh. Rồi bây giờ là lễ trao nhẫn nha. Anh lấy một chiếc nhẫn ra cho chị nha. Bây giờ anh lặp lại nha, khi mà anh đeo nhẫn vô cho chị cầm tay chị. Anh trao cho em chiếc nhẫn này anh trao cho em chiếc nhẫn này như là biểu hiện của trung thành như là biểu hiện của sự trung thành và thương yêu. Và thương yêu với chiếc nhẫn này, với chiếc nhẫn này anh xin nhận em là vợ. Anh xin nhận em là vợ. Rồi anh đeo cho chị, rồi chị lấy chiếc nhẫn cầm nha, rồi chị đeo lên tay anh và chị nói: em trao cho anh chiếc nhẫn này, em trao cho anh chiếc nhẫn này như là biểu hiện của lòng trung thành và thương yêu. Và thương yêu với chiếc nhẫn này, với chiếc nhẫn này em xin nhận anh làm chồng. Em xin nhận anh làm chồng. Giờ đây hai anh chị đã kết hợp với nhau trong hôn nhân, mong ông chị cố gắng sống cuộc đời và thương yêu và lo lắng cho nhau như lời hứa ngày hôm nay. Congratulations, you make it surprise. Dạ, không có gì. Rồi chúc mừng anh chị nha. Cảm ơn. Dạ, không có gì thì